Xin chào tất cả các bác, chào mừng các bác quay trở lại với kênh Thảo Dược Cần Giao. Hôm nay trong cái chương trình này tôi xin gửi đến các bác một cái loại thảo dược có giá trị kinh tế cũng như là giá trị dược liệu rất là cao. Bây giờ tôi cho bác đi một vòng để cho các bác xem tổng thể cái cây thuốc này. Đây thưa các bác, nó rất là dài. Và cây này tôi trồng được hơn một năm thì nó cao rất là cao rồi. Đây nó leo lên tường đây các bác. Vâng. Đây có một số cây tôi thấy đã ra hoa nhá. Không biết hoa này có nở thành hạt được không thì tôi cũng chưa rõ. Đây tôi cho bác xem. Đấy, xem một vòng. Ở đây ạ. Nó rất là đẹp luôn. Cây này thì tôi trồng được hơn một năm. Chính xác là khoảng 14-15 tháng thì nó cao như này. Nó cao, có những cây nó phải tầm 4 đến 5 mét rồi. Vâng thưa bác, đây chính là cái cây thuốc mà đem lại giá trị kinh tế cũng như giá trị dược liệu rất là cao. Vâng, không để mất thời gian của các bác nữa, tôi xin giới thiệu trực tiếp đi vào vấn đề chính. Cái cây mà các bác đang xem đây chính là cây chè dây các bác nhá. Vâng, thưa bác, đây chính là cái cây chè dây. Tác dụng của cây chè dây, khi mà nói đến cái cây chè dây thì cái công dụng chính, công dụng chủ yếu nó chính là dùng để chữa bệnh dạ dày, đau dạ dày, viêm loét dạ dày, đại tràng các bác nhá. Tôi sẽ cho các bác xem cụ thể cái chi tiết cái cây chè dây nó như thế nào để cho các bác tham khảo. Và đây là cái thông tin hữu ích để cho bác tham khảo đây. Thưa bác, là đây là cái cây chè dây. Các bác có thể quan sát kỹ cành của cây chè dây cũng như lá, nó có màu tím, màu đỏ tím các bác nhé. Xin lỗi bác, là tôi đang dùng cái GoPro cho nên là khả năng lấy nét nó sẽ không được nét cho lắm. Nhưng mà đây các bác có thể nhìn thấy rõ là cái cành với lại lá của nó có màu đỏ tím. Vâng, khi mà nó về già thì nó sẽ có chuyển sang màu xanh. Còn đây là cái hoa của cái cây. Vâng, hoa của cây chè dây nó như thế này nhá. Vâng, đây. Còn một cái lưu ý nữa các bác, khi mà nhận dạng cây chè dây này thì các bác thấy cái lá của cái cây chè dây này nó mọc đối xứng với nhau. Vâng, ở trên này là có một lá, còn lại là những cái lá ở phía dưới thì nó mọc đối xứng với nhau. Và bên hai bên mép lá thì có hình răng cưa. Vâng, có hình răng cưa. Đây, hai bên mép có hình răng cưa. Với lại ở dưới, mặt dưới của lá nó có màu đỏ. Đây, những cái lá non ấy thì nó sẽ có màu đỏ tím như thế này. Vâng, về tổng thể cái lá mặt trên mặt dưới lá thì không có lông, nó rất là trơn, nhẵn bóng. Và đây chính là cái đặc điểm nhận dạng của cái cây chè dây này. Thưa bác, đây chính là cái cây chè dây mà dùng để chữa dạ dày đấy các bác ạ. Và cây này thì tôi trồng được khoảng 10 năm tháng rồi. Và thì những cái bờ tường này tôi dự tính là để mấy nữa mình sẽ rào thêm một hàng nữa để cho cây này mình làm cái rào cho nó leo lên. Và cái cây này, để mà trồng được cây chè dây này thì nó cũng đòi hỏi là đất thì nó cũng phải cao, nó không được ngập úng. Và càng có chỗ che bóng thì càng tốt các bác nhá. Những cái cây này thì tôi lấy trực tiếp ở trên rừng về. Tôi trồng được hơn một năm thì nó được như này. Còn ngày trước tôi trồng ấy, nó còn bé tí xíu, nó chỉ bằng cái đầu đũa, các bác tưởng tượng nó chỉ bằng đầu đũa thôi. Như cái cành này này, đấy, nó chỉ bằng cái cành này thôi. Nhưng mà sau hơn một năm trồng thì cái gốc của nó phải bằng
hơn một ngón tay, ngón tay cái rồi các bác nhá. Đây này, đây gốc của nó như này. Và nó rất là dài. Đấy các bác tưởng tượng từ đây sang đến đây, đây chỉ là một cây thôi nhé các bác nhá. Đấy ra tận đây, hoặc là từ cái gốc này. Đấy các bác, đây các bác xem từ gốc này nó leo lên. Đấy, nó leo lên trên này rồi. Đấy, đây chính là cây chè dây nhá. Nó cái chiều dài của cái cây này nó phát triển nó phải đến 4 mét. Vâng, nó phải 4 mét các bác nhá. Vâng, đây là trong thời gian trồng hơn 1 năm thì nó khoảng 4 mét. Những cái cây này thì tôi chưa tỉa, tôi chưa thu hái. Tại vì là tôi muốn để cho nó leo lên những cái bờ tường này. Về sau mình làm cái dàn ấy, mình cho nó leo lên những cái dàn cao lên, rồi mình mới bắt đầu thu hái, cho nên tôi để lại. Chứ còn bình thường ấy thì ở trên rừng thì những cái cây, những cái cành này thì mình đã có thể thu hái về làm thuốc rồi. Vâng. Vâng, đây là một chút những cái thông tin, những cái hình ảnh mà tôi muốn gửi đến các bác về cái cây chè dây này. Hy vọng các bác sẽ thích nó. Nếu các bác có nhu cầu về cái cây chè dây làm thuốc ấy, cái cây mà đã thành phẩm, hoặc là cây giống để trồng, thì các bác có thể liên hệ trực tiếp cho tôi qua số điện thoại Zalo 0374 988 027. Tôi sẽ cung cấp cho tất cả các bác để mà các bác trồng làm thuốc, cũng như là cho cung cấp cho nhà vườn các bác nha. Đây tôi những cái bờ này tôi trồng hết. Vâng, tôi rào xong là tôi trồng hết để làm thuốc mà. Làm thuốc gửi cho các bác. Còn cái hạt của cái cây này thì tôi cũng chưa biết là nó có thành không. Nhưng mà tôi sẽ để lại, xong là mình thử nhân giống cây bằng hạt xem nó như thế nào. Vâng. Và một cái lưu ý nữa với các bác là 100% những cái sản phẩm, những cây giống này mình lấy trực tiếp ở trên rừng các bác nhá. Vâng, chứ mình không thể nào mà mình dùng hạt mình ươm được. Tôi chưa thấy ai ươm cây này bao giờ. Nên là ở trên tôi hiện tại, đến cái thời điểm hiện tại bây giờ tôi những cái cây mà tôi gửi cho anh em ấy thì là những cây mà lấy trực tiếp hàng gọi là hàng F1 nhá các bác nhá. Lấy trực tiếp những cây giống tìm ở trên rừng về, xong là đóng bầu gửi cho các bác. Vâng, cảm ơn các bác đã theo dõi những cái clip của tôi, cũng như là cái clip ngày hôm nay. Nếu các bác thấy clip này đã chia sẻ rồi một cái vị thuốc quý, cũng như là cái thông tin hữu ích cho các bác, thì đừng quên nhấn cho tôi một like, đồng thời chia sẻ clip này cho nhiều người cùng xem. Cảm ơn tất cả bác đã theo dõi clip này. Nếu bác nào có nhu cầu về cây giống chè dây, hoặc là cây chè dây thành phẩm, thì các bác có thể liên hệ trực tiếp cho tôi qua số điện thoại 0374 988 027. Và xin cảm ơn.